Xin sư Hoa Nghị giải đáp cho con. Con từng đọc trong kinh A Ma chú đến chi tiết Phật nói A Ma chú không trả lời sau 3 lần hỏi của Như Lai thì đầu sẽ bị vỡ thành 7 mảnh. Thưa sư, việc đó nên hiểu thế nào? Nếu thanh niên đó không trả lời thì chuyện như vậy có thể xảy ra hay không, và mâu thuẫn với chủ trương không sát hại và không làm khổ mình khổ người của chư Phật hay không? Xin thưa với quý vị, thí dụ như một người đang chạy xe với tốc độ cao thì tới cái bảng họ báo là stop, dừng lại, ở phía trước nguy hiểm, có vực thẳm. Mà nếu như người đó không dừng lại mà người đó lao xuống vực thì cái chuyện mà người đó lao xuống vực có phải là tại vì cái bảng hiệu đó hay không? Hình như không. Mà tại vì người đó không nghe theo lời khuyên, hoặc là một người họ chạy xe mà người ta nói là nhớ nha, chạy xe mà quá tốc độ hơn 5, quá cái tốc độ là hơn 5 cây số là bị phạt đó nha. Thì họ chạy 31, 32, 33, 34 thì không vấn đề gì. Mà chỉ cần họ chạy tới cái tốc độ là hơn 5 cây số là họ bị phạt. Thì cái chuyện họ bị phạt đó có phải là do cái người cảnh báo hay không? Không phải. Hoặc là một người nói đó, nhớ nha, ăn trộm mà 2 triệu là bị truy tố Thì bây giờ anh đã ăn trộm 500 ngàn rồi, anh ăn trộm thêm 500 ngàn nữa, anh ăn trộm thêm 500 ngàn nữa là 1 triệu rưỡi rồi, anh ăn trộm thêm 500 ngàn nữa là tới 2 triệu. Thì cái chuyện ảnh bị truy tố có phải là bởi vì cái người cảnh báo ảnh hay không? Không có. Cho nên cái chuyện mà Đức Thế Tôn cảnh báo vị này là Ngài chỉ nói lên sự thật. Và nếu như mà vị này không có trả lời thì vị này sẽ phải chịu cái hậu quả. Thì cái hậu quả đó là do tự vị này làm chứ không phải là do Đức Thế Tôn hại. Nhớ nha, không phải chuyện đó. Còn nếu như quý vị hỏi là ủa tại sao vậy? Như vậy thì Thế Tôn hỏi để làm cái gì mà để người ta đầu bị bể ra làm 7 mảnh? Nhớ dùm sư là Đức Thế Tôn là vật bậc toàn giác trí, Ngài biết được tất cả, Ngài thấu suốt tất cả. Cho nên Ngài biết cái giới hạn. Thành ra Ngài biết là khi Ngài nói như vậy thì Đế Thích sẽ hiện ra để mà hù dọa, thì người này sẽ hoảng sợ và sẽ trả lời, chứ không có cố chấp mà để cái sự kiện là đầu bể ra làm 7 mảnh. Cho nên chúng ta xem trong kinh tạng không hề có sự kiện Đức Thế Tôn sau khi nói rằng người không trả lời Như Lai đầu sẽ bể ra làm 7 mảnh, mà người đó vẫn ngoan cố không trả lời và hậu quả là đầu họ bể ra làm 7 mảnh. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì Thế Tôn biết khi Ngài nói như vậy, mặc dù đúng sự thật nó sẽ xảy ra nếu họ làm, nhưng do lời nói của Thế Tôn cho nên họ không dám làm. Hiểu không? Nó giống như một cái người mà họ chọt tay vô điện là bị điện giật. Nhưng mà cái người đã được nhắc nhở chọt tay vô điện là bị điện giật nha, thì đúng là nếu họ tiếp tục họ chọt tay vô là họ bị điện giật, nhưng bởi vì cái lời cảnh báo đó mà họ không chấp chọt tay vô. Cho nên chuyện này nó không mâu thuẫn.